em, cái lưỡi nó rất chi là nó cực kỳ chuẩn, nó khác với cả các loại lưỡi khác. Lý do mà tại sao, ví dụ bây giờ các bạn mua cái vỉ lưỡi nó 10 lưỡi, các bạn buộc các bạn bán có thể 30 40 nghìn, đấy là chuyện bình thường. Cái vỉ lưỡi của tôi, một vỉ của tôi chỉ được duy nhất một cái lăng xê thôi, anh em hiểu không? Này bây giờ tôi cắt, tôi bóc ra này, đổ hết ra nó chỉ có 6 lưỡi thôi. Đây nhá, đây một vỉ zin đấy nhá anh em nhá. Này, chưa bóc tem tí nào này. Đây, bây giờ mới bóc này. Đây là cái vỉ zin này. Vỉ zin này, anh em này. Đấy. Một cái vỉ zin của nó anh em bóc ra này. Chỉ có 6 lưỡi thôi. Chào anh em nhá. Thì hôm nay có lăng xê rồi anh em nhá. Hôm trước đó bị hết thì rất chi là nhiều anh em gọi đây. Lưỡi tôi vừa cắt hôm qua xong. Vừa cắt tối hôm qua xong, mai buổi sáng. Đó, lưỡi ôi, quảng cáo nhiều. Úp lại một con, tôi tí tôi úp lại một cái đoạn đầu video của cái vỉ lưỡi này. Dù 18,5 kg. Cá to hơn thì chưa nói, tôi được con mè to nhất là 11 cân 3 lạng. Chưa bị oái lưỡi, không bị bất cứ vấn đề gì cả, lưỡi đóng rất chi bén. Hôm qua có một bạn được một con chấm 9,5 kg mới bình luận hôm qua, anh em có thể vào xem. Lăng xê của mình top 1 Việt Nam. Lần này thì là khóa linh siêu to khổng lồ anh em. Khóa xoay siêu to khổng lồ đây anh em. Đó. Rồi. Thì hôm nay đăng video thì mình tạm thời làm trước vài bộ. Thì mai sáng mai hoặc là tối nay, thì sáng mai đi. Mai chắc là mai mới có. Mai thì mình làm tạm trước một số bộ cho mấy anh em đặt rồi ấy. Thì bây giờ thì cái lăng xê của mình thì đa số là rơi khoảng tầm 80% là mình chuyển cho những cái anh em, đa số là 80% là anh em đã dùng, trải qua dùng rồi, đấy là gọi là khách quen đây. Chứ còn khách mới thì cũng có, nhưng mà tỷ lệ nó chỉ rơi khoảng 20% thôi. Mấy cái đồ này thì anh em có thể tự nhập làm được. Nhưng mà có mỗi cái lưỡi thì có mỗi cái lưỡi câu này độc quyền tôi đây. Đó, anh em xem cái video ở cái đầu tôi vừa cắt ra đấy, anh em xem thì biết. Rồi ok, khi mà anh em nào mà lấy hàng, lấy lăng xê thì cứ để lại số điện thoại thôi. Xin nhắc lại anh em là lăng xê của mình là 50.000 một bộ nhá. Mà khi mà chuyển phát nhanh ấy thì 3 bộ trở lên thì mình mới chuyển. Nếu mà khi mà chuyển phát nhanh thì cái tiền cước phí COD anh em phải chịu nhá. Thì nếu mà chuyển phát chậm thì nó rơi vào rẻ được khoảng một nửa tiền, còn chuyển phát nhanh thì nó gấp đôi tiền. Anh em khi mà chuyển phát nhanh hay chuyển phát chậm thì cứ bảo mình. Nếu chuyển phát nhanh ví dụ từ đây vào trong Sài Gòn thì nó rơi khoảng 40.000. Chuyển phát chậm thì rơi khoảng 18.000 anh em, 18 20.000 nó khoảng tầm đấy đấy anh em ạ. Anh em có thắc mắc gì thì cứ để lại số điện thoại hoặc là hỏi mình. Đó, cái lò xo này thì mình làm nó vừa phải, không to quá không nhỏ quá. To thì tốn mồi và lộ, nhỏ quá thì nắm mồi nó hay bị tụt. Mình thấy như này rất chi là ok, qua quá trình làm rất chi là lâu rồi. Hôm nay là cũng lúc cuối cùng thì nó cũng chốt ra được cái bộ lăng xê như thế này. Ok anh em. Ở đâu nhỉ? Mình còn xem còn cái bộ lăng xê nào không.
anh em. Đây là cái bộ lăng xê mình đang câu này, cũng thế thôi, cũng y xì của anh em thôi. Đây là cái bộ lăng xê mình đang câu. Khi mà đây là do mình quên nhá, đúng là khi đi câu về là anh em mới gỡ hết các cái xốp này ra nhá. Đó, ok anh em, lấy đi, cứ để lại số điện thoại cho mình, mình sẽ alo hỏi họ tên địa chỉ thế thôi, xong là mình sẽ gửi hàng đến nơi, thì nó sẽ kèm theo một cái gói mồi câu thử. Anh em cứ câu, nếu mà thấy ổn thì lấy mồi thì bảo mình chuyển cho.